chào mọi người, hôm nay đang đi quay mà được tặng hoa rồi được tặng quà nữa nè. Cảm ơn nha. Đây, còn bây giờ món quà của chị Thanh. Đây, số hộp nha, là món quà của ai? Đi, chị Thanh. Special gift just for you have the Christmas day. Chloe Me. Ờ, đây là món quà của Chloe Me. Rất là dễ thương, rất là xinh. Mọi người có xinh không nhỉ? Rồi. Đây là bộ kem dưỡng Tone Up Moisturizing Body Cream. Cái này thành phần của nó là cám gạo, trà xanh, rau má, lô hội kết hợp với lại niacinamide cùng với hợp chất từ dầu dừa, có khả năng dưỡng ẩm và làm sáng da của mình, hiệu quả trong vòng 7 ngày thôi. Cái đó là sẽ Thanh nghe mọi người PR về cái loại sản phẩm này. Còn bây giờ Thanh sẽ về xài thử và review cho nó có tốt hay không nha. Bây giờ Thanh sẽ bóc ra xem coi cái chai bên trong thế nào nha. Body cream with Lomi, nhìn rất là sang trọng tại vì cái này đóng gói và làm rất cho nên nhìn rất là chắc chắn. Nở cái kem của Tommy rất là đẹp, rất là xinh, nhìn rất là chắc tay, để mở ra nó thơm, để xanh rất là thơm thơm, chưa khui luôn. Thơm lắm mọi người. Cái này là body cream mình có thể xài luôn, nó sẽ làm trắng sáng da của mình luôn. Như đánh lên một cái là nó trắng hẳn luôn hay sao? Nó thun up lên cái da của mình. Hai tay xanh bên đây mọi người thấy, thấy trắng nhỉ? Ở đây nó chiết xuất từ cái nước vòi gạo và nhiều thành phần thiên nhiên khác nữa, nó sẽ làm tốt cho da của mình hơn và nó không nó không cũng được chứng nhận y tế cho nên an tâm được phần nào. Với lại sẵn đây thì Sơn cũng có giveaway dành cho các bạn luôn. Thế lệ như thế nào thì mọi người coi ở dưới caption thì mọi người sẽ biết nhé. Và bên năm bạn may mắn và Sơn sau 7 ngày Sơn sẽ công bố bạn nào trúng thưởng để có thể có cơ hội nhận Chloe về xài thử. Rồi nè, sẵn đây Sơn cảm ơn Chloe nhiều nha. Hôm nay là ngày rất là bất ngờ được nhận hoa nè. Wow, rất là đáng yêu. Cảm ơn nhiều nha.